nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp thương mại giữa Áo và Việt Nam trong khuôn khổ song phương và đa phương. Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Alexander Stoltenberg, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Áo, nhân dịp ông cùng đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của Áo có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự quan tâm của Bộ trưởng Alexander Stoltenberg và đại diện các doanh nghiệp Áo về hợp tác trong lĩnh vực điện, năng lượng và thủy điện với Việt Nam và khẳng định hợp tác năng lượng là một lĩnh vực rất tiềm năng trong quan hệ giữa Việt Nam và Áo. Đối với quan hệ thương mại, Áo luôn là một trong các đối tác có kim ngạch thương mại lớn của Việt Nam trong khối EU. Hai bộ trưởng nhất trí, trong thời gian tới, doanh nghiệp hai nước cần khai thác hiệu quả hơn nữa lợi ích mà Hiệp định EVFTA mang lại, chủ động kết nối, trao đổi thông tin, nắm rõ nhu cầu và thị hiếu của thị trường đối tác, tham gia tích cực các hoạt động xúc tiến thương mại của hai nước để kết nối giao thương hiệu quả, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư cụ thể. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có những ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, bao gồm các ngành nghề, dệt may, da giày, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Do vậy, đề nghị các doanh nghiệp Áo nghiên cứu các chính sách ưu đãi trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực chế biến, chế tạo và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ để có thể mở rộng, phát triển doanh nghiệp hơn nữa.